ui. Đường này nó sóc một tí. Chặt quá. Xe trang bị có động cơ máy 24. Chiếc bên này cũng là chiếc xe của anh Sinh. Những chiếc xe cộng đồng chế đều được trang bị có động cơ máy 24 các bạn nhé. Rồi.
xe cùng khởi hành các bạn nhé. Thank you.
cái đường này hay lắm, mình đi về đường này này. Xong rồi. Đường này nó sóc một tí.
cao mà nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Một hành trình rất là tuyệt vời của hai bác tài xế Công Long, bác tài xế Sâm.